chung là làm nghệ sĩ không ai mong muốn là mình phải ẩn dật thế này đâu, nhưng mà chắc chắn là anh phải làm lại, bởi vì cái nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà, là mình còn nói được, mình còn làm được. Mơ thì em nghe là thằng Đàm Vĩnh Hưng nó điện thoại cho ông Hoài Linh, nó nói rằng là tiền 13 tỷ đó bây giờ làm sao rồi anh. Thằng Hoài Linh nó mới trả lời rằng tiền vẫn còn nằm trong ngân hàng. Thì đó, thì quý vị em nằm mơ nha quý vị. Em nằm mơ em thấy hai đứa tụi nó nói chuyện với nhau vậy đó. Rồi bây giờ thì em cũng không biết đúng hay sai ra làm sao, nhưng mà theo như em thì em thấy như thế này. Là bây giờ cái tiền đó đó là báo chí nó đưa tin đó là người ta quyên góp 6 tháng rồi trong cái mùa lũ lụt. Nhưng mà quý vị ơi, đối với Hoài Linh á, mà hột xoàn đông lon á, thì 13 tỷ là cái gì? 100 tỷ hay 13 tỷ nghĩa lý gì, chỉ có điều Hoài Linh bị quên thôi. Nhưng mà nếu thật sự như là Hoài Linh mà có lỡ mà nhận cái 13 tỷ đó quý vị á, thì cái thời điểm...